Thiên Chúa là đấng không làm sợ. Một chân lý vô cùng quan trọng là Thiên Chúa của Đức Giêsu không bao giờ làm sợ, vì Ngài là tình yêu. Điều Chúa phán là lời chúc bình an, và ở Ngài, tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Chân lý ấy đã thực hiện nơi ngôn sứ Elia khi ông bị truy lùng bởi Zerubbabel, đã đến được núi Horeb sau 40 đêm ngày trốn chạy vất vả. Ở đây, ông đã gặp được Thiên Chúa và Ngài đã không chỉ an ủi, nâng đỡ ông mà còn tỏ cho ông và dân Ngài biết Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa không làm sợ hãi như ngẫu thần mà thiên hạ tin thờ, nhưng yêu thương, nhân hậu và đến với con người trong cơn gió nhẹ nhẹ của bình an khi phán với ông: Kìa Đức Chúa đang đi qua, gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa là tiếng gió hiu hiu. Tin mừng Matthew thì thuật lại sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt nước vào khoảng cách tư đến với các môn đệ đang hoảng sợ trên thuyền. Khi thuyền đã xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Đến với các ông đang hoảng hốt vì thuyền sắp chìm, cũng như khuyến khích Phêrô cứ đến với Ngài khi bước đi trên mặt nước, Đức Giêsu đã tỏ uy quyền của Ngài trên sự giữ và trấn an các ông: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Đừng sợ là tâm tình Đức Giêsu gửi trao chúng ta trong mọi hoàn cảnh đắn đo, tình huống thất vọng, là lời chúc bình an phục sinh của Ngài cho chúng ta giữa những thử thách tưởng không thể vượt qua, là lời hứa cứu độ của Ngài cho chúng ta, những tội nhân biết ngước trông lên và khẩn cầu Ngài thương xót, như Ngài đã ban bình an cho các môn đệ của Ngài sau khi sống lại. Vâng, con thuyền chồng chành tưởng như sắp chìm vì bị sóng đánh và ngược gió, là thuyền đời của mỗi người và là thuyền giáo hội. Như Thánh Phaolô đã chia sẻ: Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng rằng lòng tôi rất đổi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Chúng ta cũng đau khổ, ưu phiền như Ngài, và giáo hội cũng không ngừng bị thử thách đủ cách, đủ mức độ. Nhưng có Thiên Chúa là đấng không bao giờ làm sợ, nhưng luôn có mặt che chở, bên đỡ, ban bình an như Ngài đã từng can thiệp trong đời sống cá nhân và đời sống giáo hội. Chúng ta có đủ lý chứng và nền tảng để tin vào lời hứa của Đức Giêsu Thiên Chúa: Thầy đây, đừng sợ, vì Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đứng lên với Thầy, đừng sợ, bước đi theo Thầy, đừng sợ, nhờ Thầy mở đường về chân thiên mỹ. Đôi đầu dối gian, đừng sợ, trông lại bất công, đừng sợ, qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước đi theo Thầy, đừng sợ, nhờ Thầy mở đường về chân thiên mỹ.
chống lại bất công. Đừng sợ, qua thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thân và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thân. Thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.